Xin chào tất cả mọi người. Video ngày hôm nay thì mình sẽ bóc hộp một cái biến tần thuộc vào phân khúc cao cấp trên thị trường Việt Nam. Đây là biến tần năng lượng mặt trời hybrid thực thụ, và loại này thì rất là nhiều anh em tin dùng. Đây là cái hãng Lux Power. Với video ngày hôm trước thì mình cũng đã bóc hộp cho mọi người xem một cái phân khúc cao cấp khác đến từ thương hiệu là Dyer. Còn ngày hôm nay thì là thương hiệu Lux Power. Và ngoài những cái model về thương hiệu cao cấp thì bên mình cũng có rất là nhiều những cái loại biến tần loại giá rẻ rồi tầm trung cho rất là nhiều những cái nhu cầu mục đích của tùy từng người khác nhau. Với cái video này thì mình sẽ bóc hộp cái Lux Power và mang cái model là SNA6000 mọi người nha. Ngoài các cái biến tần năng lượng mặt trời từ cao cấp cho đến giá rẻ cũng như là pin mặt trời thì bên mình có cả pin lưu trữ rồi là một số những cái sản phẩm liên quan đến năng lượng mặt trời. Thì những ai mà chúng ta đang quan tâm về hệ thống năng lượng mặt trời, pin mặt trời thì mọi người có thể liên hệ cái số điện thoại ở góc dưới bên tay trái của video này nhé. Thì bên mình sẽ có người tư vấn kỹ thuật về các cái thiết bị liên quan đến năng lượng mặt trời, từ pin mặt trời, rồi là biến tần năng lượng mặt trời, sạc năng lượng mặt trời, rất là nhiều thứ, rồi kể cả là bơm nước năng lượng mặt trời nữa mọi người nhé. Với cái biến tần này thì nó cực kỳ nặng luôn mọi người nhé. Tổng trọng lượng bao bì của cái biến tần này nó nặng tới 16 kg. Về phụ kiện của nó thì sẽ trang bị một cái wifi này. Đây chính là cục kết nối wifi của nó nhé. Đó, wifi của nó đây. Nhìn rất là đẹp và không thấy có râu. Đó, đối với cái loại này thì không có râu. Bây giờ thì mình sẽ bỏ xuống và bê cái máy biến tần này lên nhé. Đây là mẫu của nó đây. Rất là đẹp luôn. Bê cái cục biến tần này lên không thôi nó đã nặng như là cảm giác như bê một cái cục khối sắt đặc cho mọi người ạ. Rất là nặng luôn. Đó, đây là thương hiệu Lux Power đây. Và ngoài cái máy chính này ra thì hãng sẽ trang bị cho chúng ta những con ốc vít này, sách hướng dẫn này và một cái CT ngoài. Với cái CT ngoài này thì nó sẽ để cái chức năng gọi là hòa lưới bám tải mọi người nhá. Cái biến tần hybrid này thì nó là biến tần hybrid chính thức và nó sẽ có những chức năng cực kỳ hay, ví dụ như là hòa lưới bám tải này, hòa lưới lưu trữ này, rồi là inverter khi mất điện nó vẫn có thể chạy bình thường. Đó, thì cái con này nó là thuộc vào dạng phân khúc cũng là tương đối là cao cấp rồi mọi người nhá. Đây là thương hiệu Lux Power. Và bây giờ mình sẽ bóc cái này ra, bao bì này ra cho mọi người xem các cái thông số rồi là kết cấu của nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Về thiết kế thì nó cũng tương tự như các cái máy khác thôi. Về cái phần kết nối thì con này nó sẽ đặt hết ở phần bên dưới, bao gồm kết nối wifi, rồi là kết nối giao tiếp với pin, rồi là điện áp AC in, AC out, rồi là cổng máy phát. Đó. Ở đây thì nó sẽ trang bị là hai cổng PV in. Nó ký hiệu là không ký hiệu giống như là PV1, PV2 mà nó sẽ ký hiệu là PVA và PVB mọi người nhé. Còn cái màn hình hiển thị và cài đặt thì nó lại đặt ở khá sát với phía dưới như thế này. Bên trên thì toàn màu trắng và có cái biểu tượng của thương hiệu là Lux Power. Đó. Về cái loại biến tần này thì nó vẫn sử dụng quạt gió để tản nhiệt mọi người nhé. Và đây chính là cái phần cổng hút gió này. Đây chính là hút gió này. Và cổng này chính là cổng xả ra. Thì cái cổng hút gió này thì nó sẽ có lưới chắn bụi này. Còn cổng ra này thì không có lưới chắn bụi mọi người nhé. Nó thoát thẳng luôn. Đó. Phía bên tay trái của máy thì nó cũng tương tự như vậy. Đây chính là cái cổng hút gió và cổng này cổng xả ra. Thì cổng xả ra chúng ta có thể nhìn thấy cả linh kiện bên trong luôn này. Đó. Còn cái phần này chính là cái bưởng mà chúng ta có thể tháo ra để kết nối các cái dây bên trong. Thì mọi người thấy rằng đối với cái mẫu này nó sẽ chạy tới 3 cái quạt gió mọi người nhá. Phía này chính là đường hút vào và phía bên trên chính là đường xả ra. Các cái phần kết nối ở đây thì nó sẽ có ký hiệu này, ví dụ AC in này, AC out này, cổng máy phát này, rồi là PV input. PV input thì nó sẽ có PVA cộng và PVA trừ. Thì cái bên này nó cũng tương tự là cổng PV2, nó là PVB cộng và PVB trừ mọi người nhé. Đây chính là cổng battery, tức là cổng kết nối với pin lưu trữ hoặc là acquy lưu trữ mọi người nhé. Đây, đó. Máy thì bo mạch của nó thì nó thuộc vào top cũng là cao cấp, cho nên là nó mạch của nó nhìn trông rất là đẹp mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ lên cái phần gọi là phần tem thông số của máy nhé. Thì mọi người sẽ thấy về các cái tem thông số của máy này, ví dụ như đây là biểu tượng thương hiệu Lux Power.
và model của nó là SNA6000 VKPV. Đó, điện áp max PV input, tức là điện áp mà từ pin năng lượng mặt trời, thì nó sẽ cho phép chạy cao nhất là lên tới 480V DC. Và điện áp bắt đầu hoạt động của nó là trong ngưỡng từ 120 đến 385V DC mọi người nhé, 385V DC. Đó. Ở đây là max PV input, có nghĩa là các cái cổng kết nối pin mặt trời vào cho phép là kết nối pin lên tới 8000W, tức là hệ thống pin mặt trời chúng ta có công suất 8000W thì cái máy này vẫn hoạt động bình thường. Ở đây là các cái thông tin về ví dụ như là battery mode và cái max AC dòng sạc, tức là dòng sạc từ điện áp AC là lên tới 140A mọi người nhé. Đó. Còn cái phần battery, tức là cái này nó sẽ chạy với hệ thống lưu trữ là 48V, cho nên nó sẽ chạy từ cái điện áp là nó rơi vào khoảng tầm 38,4 cho đến 60V DC mọi người nhé. Đó, về các cái này thì nó có thể chạy được bình ắc quy rồi là pin lithium, và cái này nó sẽ có cả giao tiếp với pin. Về cái điện áp đầu ra thì cái này nó sẽ ra là 230V, tần số có thể chọn được là 50Hz hoặc 60Hz, dòng tải của nó là 26,5A cho cái đường AC 220V, tương đương với công suất là 6000W mọi người nhé. Dòng sạc xả mắc tối đa là lên tới 140A, tương đương với công suất là 6000W, với cái mẫu này là mẫu SNA6000 cho nên là công suất của nó là 6000W mọi người nhé. Đó, kết nối wifi rồi là tem thông số các thứ đây. Với cái biến tần này là biến tần hybrid, cho nên nó sẽ có những cái chức năng như ví dụ như là nó có thể chuyển đổi từ năng lượng mặt trời ra 220V hòa lưới, rồi là nó có chế độ sạc lại cho hệ thống lưu trữ 48V đối với cái model này, rồi là nó sẽ có cái chế độ là mất điện thì nó sẽ chạy được từ lưu trữ ra 220V hoặc là từ năng lượng mặt trời ra 220V, chế độ sạc lại từ điện lưới vào cho hệ thống lưu trữ cũng như là từ năng lượng mặt trời vào hệ thống lưu trữ, và tất nhiên nó sẽ cài đặt được cái ưu tiên cho cái nguồn nào chạy trước mọi người nhé. Với một cái mẫu biến tần hybrid thực thụ đến từ thương hiệu Lux Power thì rất là nhiều anh em đã tin dùng và biết về cái mẫu này rồi. Còn video này thì mình sẽ giới thiệu cho những ai mà chúng ta chưa từng biết đến một cái phân khúc cao cấp của cái thương hiệu biến tần năng lượng mặt trời, đó chính là Lux Power. Đó, và ngoài biến tần Lux Power thì bên mình cũng có những cái dòng ví dụ như là Dire và một số những cái loại biến tần tầm trung, tầm giá rẻ. Thì những ai chúng ta quan tâm đến thì mọi người có thể liên hệ đến cái số điện thoại ở góc dưới bên tay trái, thì sẽ tư vấn kỹ thuật cũng như là báo giá chi tiết cho mọi người từng loại nhé. Ngoài biến tần năng lượng mặt trời thì như mình đầu video mình đã nói thì bên mình cũng sẽ cung cấp rất là nhiều những tấm pin năng lượng mặt trời. Đó, thì mọi người quan tâm thì có thể liên hệ nhé. Còn video này thì mình chỉ bóc cho mọi người xem một cái mẫu biến tần thôi. Đó, một mẫu biến tần thuộc vào phân khúc cao cấp, đó chính là Lux Power, cho mọi người có thể tham khảo thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần tới.